Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo một cây máy đánh rãnh đường nước ha. Đánh đường nước á các bạn. Đánh đường nước để mình xả lúa ha. Cây máy này thì hàng Nhật bãi Chánh Tông nha các bạn. Từ đầu đến đuôi đều là của Nhật hết nha. Hàng Nhật bãi đã qua sử dụng nhưng mà còn rất là đẹp các bạn. Các bạn quan sát xem ha. Ở đây nó có một cái bộ giảm tốc ha, để nó biến chuyển động thẳng này thành chuyển động ngang ha, để nó kéo một cái bánh đây. Bánh này nó kéo, nó sẽ mình mang ở sau đuôi nó một cái máng vậy ha, nó sẽ đánh nó rạch lên trên đất mình những cái đường rãnh để thoát nước nha các bạn. Đây, máy còn rất là đẹp các bạn. Đây, hàng Nhật bãi ha. Đây nó có số seri ha, các bạn có thể chụp hình lại và phóng to ra để xem. Ốc này còn vàng nghín nha các bạn. Tại vì máy mình nó quay màu vàng rất là dở các bạn. Tất cả ốc còn rất là đẹp luôn. Ở đây nó có cái tay này để mình xách đi ha. Đây nó thiết kế cái tay để mình xách. KF2. Máy còn rất là đỉnh các bạn. Này mấy anh nhà cảnh phun sơn gì nè, phun sơn dính đây, cái cần nó đây các bạn, cái cần nó có tem rất là đẹp ha. Bộ giảm tốc này còn rất là đẹp luôn các bạn. Đây. Này nó có cái thiết kế cái chân dựng nha các bạn, dựng như dựng xe ha. Đây đầu máy nè các bạn, đầu máy Kawasaki của Nhật nha. Kawasaki của Nhật các bạn. Kawasaki TG3 các bạn. TD33 của Nhật nha. Kawasaki. Đây các bạn. TD33. Kéo cái đầu máy này nó 33cc, bích tông 37 ly nha các bạn. Rất là mạnh mẽ luôn ha. Made in xà băng. Tất cả trên máy nó đều đóng made in xà băng hết các bạn. Thậm chí tới cái bình xăng, mình chỉ có xăng mà nó cũng đóng made in xà băng. Các chi tiết ở đây nếu được đều đóng xà băng hết các bạn. Mà khỏi phải phân vân ha. Cái máy rất là đã luôn. Về phần mà mình sử dụng máy này thì khi mình không sử dụng mình phải khóa lại nha các bạn. Nó nằm ngang vậy là khóa nè, nằm xuôi xuống vậy là mở nha. Qua bên nào cũng được, vậy là khóa nha ha, vậy là mở. Các bạn thấy rất rõ ha, các chi tiết nó còn rất là đẹp luôn. Đây cái máng của nó nè, cái máng của nó là có tăng đưa nha các bạn. Đây mà các bạn nới lỏng ốc này các bạn có thể tăng đưa ra cho máng lớn nhỏ nha. Ở đây cái này, cái bình xăng con này nó cũng có e gió nha các bạn. Đây là đóng nè, clo nè ha, clo là đóng lại nha, open là mở ra, kéo xuống là mở ra nha các bạn. Kéo về phía chữ open nè, nó nghe một cái cụp vậy ha. À, mình đó mở ra ha, cũng như đồng nghĩa với chữ open là chữ khai nè các bạn. Đây, chữ khai ha, khai là mở, close là đóng ha, đồng nghĩa với chữ bế nè. Mình đọc theo âm Trung Quốc nha, chứ không phải đọc theo âm Nhật nha, âm Nhật mình không biết đọc. Khai này bế các bạn, bế đồng nghĩa với chữ close nè, close là đóng lại ha, open là mở ra ha. Dừng ơi hãy mở ra ha, như Alibaba. Các bạn quan sát xem máy rất là đỉnh luôn, mới chát từng chi tiết luôn. Máy Nhật bãi chưa có rửa ráy gì hết các bạn, đem về bụi bặm không ha. Các bạn thấy bụi ha. Này nó có những cái chốt khóa rất là đã các bạn. Chốt khóa
các bạn về xem về hướng này ha. Đây là công tắc máy nha các bạn, mình cũng quên giới thiệu các bạn, đây là công tắc máy. Đây về phía này các bạn, đây chữ nhật không ha, này rất là đẹp luôn các bạn. Ở đây, ở đây nó có một cái tem, tem của con Kawasaki đây, cái thẻ bài của nó đây các bạn, TD33 ha. Tổng thể cái máy gì đó các bạn, đây, tổng thể máy ha, rất là đẹp. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha. À mình cũng quên giới thiệu ha, cái máy này thì cái đầu máy này mình khi mình xong cái vụ lúa rồi ha, mình xả lúa xong mình có thể lấy cái đầu máy này ra, rất là đơn giản nha các bạn. Tháo bốn ốc này, mình lấy cái máy ra mình gắn vào một cây cần láp mình cắt cỏ nha các bạn, rất là ok. Đặc biệt cái máy này nó rất là mạnh các bạn, rất là mạnh, mình đánh cước vô tư luôn các bạn, đánh cước vô tư luôn ha. Mình làm vườn cũng rất là ngon các bạn. Cái máy này thì cái sức mạnh nó vô song rồi, còn nó kéo cái nó kéo cái dàn dàn đánh rảnh này thì như là không các bạn, rất là mạnh. Mình có thể mình kéo được cái máy xà hàng nha các bạn, mình kéo được cái máy xà hàng, đỡ nhọc công mình kéo cái máy xà hàng bằng tay bằng chân không thì cũng rất là vất vả các bạn, kéo cũng đuối lắm, mà mình có cái máy này mình kéo cái máy xà hàng thì rất là đã luôn các bạn. Rồi để mình mình nổ thử cho các bạn xem nha. Rồi, để mình chọn cái góc quay cho nó đầy đủ để mình kéo cái máy cho các bạn xem. Mình ghi hình có mình ên rồi các bạn, không có người hỗ trợ cho nên là mình phải chọn đấy. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Đặc biệt cái chế hòa khí này nó rất là nhạy nổ các bạn, đôi khi các bạn không cần phải đóng e các bạn giật nó cũng nổ nữa ha. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem, hơi rất là dữ rồi, hơi kéo không lên luôn các bạn, hơi rất là dữ luôn. Mình khi mình hoạt động mình mới mở ra nha, còn khi mình đem máy về mình cắt thì mình khóa xăng lại nha các bạn ha. Khóa xăng lại thì nó bảo vệ cho nó bảo vệ cái bình xăng mình xài cho nó bền ha các bạn. Để mình nổ lại cho các bạn xem.
Rồi, cái video mình giới thiệu cây máy đánh rãnh thoát nước để xả lúa đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha. Lọc xăng mới chát luôn các bạn. Nãy mình cũng quên giới thiệu cho các bạn ha. Rồi, xin mến chào các bạn nha.